Rồi ok, xin chào anh em. Thì hôm nay Thiện thử tải con máy hàng Protect MK250 này nha anh em, để gửi con máy về Thốt Nốt Cần Thơ cho một bác. Thì bác này thì bác có làm cửa hàng của bác là cửa hàng vật liệu xây dựng. À thì nói chung là bác mua về để phục vụ công việc ở gia đình thôi anh em. Rồi thì giờ Thiện sẽ thử tải. Thì Thiện đang sử dụng cái que ở đây là que 4 ly. Thì cái que 4 ly này anh em, thì con máy này thì sẽ là chuyên nghiệp của nó là que 3 ly 2. Anh em có thể hàng quay 3 ly 2 thoải mái xuyên suốt cả ngày. Nhưng quay 4 ly thì anh em hàng, quay 4 ly này anh em, thì anh em hàng được khoảng 60% nha. Còn đây là Thiện thử tải cho anh em xem thử cái đường hàng và cái công suất của nó thôi. À, Thiện đã thử khoảng... À, đây này nó có một nút super này anh em, anh em để ý. Tuy con này là 250mA, nhưng mình vặn hết lên nè, chỉ có 195 thôi. Và khi anh em muốn đạt hết công suất á, anh em phải nhấn vô cái nút này. Đó, nó nhảy lên 250mA này anh em thấy không? Đó, thì cái nút này cũng là nút tăng công suất anh em. À, khi mình dùng quay 4 ly, 5 ly thì mình tăng lên, còn quay 3 ly 2 không cần anh em. À, quay 3 ly 2 giờ thì điện để... À, thì đúng rồi, quay 3 ly 2 không cần rồi, giờ thì đang để quay 4 ly nha. Thì để khoảng 145 đi. À, 145mA. Đó, thì quốc thử nha anh em. Ok, vô nè. Đó, cắm nè. Bắt hàng xong rồi quạt nó mới chạy nha anh em. Đó, đồ ngấu xong hàng thì anh em chỉnh ở đây. Đó, ok, vô thử nha anh em. Con này thì nó có tính năng là bắt món hàng nhanh anh em. Anh em thấy không? À, chấm mấy phát là bắt món hàng rồi, rất là ngon. Đó, 4 ly 145mA nha anh em, khá là ngon đó. Thì thương hiệu Protect anh em biết rồi ha. Thì nó thì nói chung là máy mà về công nghệ của máy hàng thì Protect đứng đầu rồi anh em, đứng đầu về của thị trường Việt Nam mình luôn á. Rất là nhiều công nghệ nha. Đó anh em thấy đốt cực kỳ ngọt nha. Quay này là hiện đang dùng quay 4 ly nè à, đốt rất là ngọt nha. Thì hàng đợt này thì về đầy đủ cho anh em luôn rồi ha. 200, 200E, 220, 250. À, thiếu 250E anh em. Thì 250E thì hiện tại đang đứt hàng rồi ha. À, chỉ còn 250 thôi. Nhưng mà thì thấy 250 này mình dễ dùng hơn á, bởi vì nó có hai cái nấm chỉnh trong hàng luôn. Một cái nấm chỉnh trong hàng và một cái nấm chỉnh độ ngấu sau của hàng anh em. Hay nó có hai nấm luôn. Còn cái con 200E thì nó có một nấm thôi. Thì có nhiều anh em không thích. Nên ví dụ như anh em mà chuyên nghiệp thì anh em thích dùng que dùng những con mà có hai nấm hàng nấm chỉnh hơn ha. Thì 250 là nó có hai nấm chỉnh nha anh em. 250E thì nó thiết kế nó thể đi phân một tí, nhưng nó chỉ có một nấm chỉnh thôi. À dạ, cái tay này nó đang bị đau, không mang vào tay được. Hàng nó hơi nóng. Nóng quá. Ờ, đi lửa nó văng lên tay mình nổi cho gà luôn. Ok, một đường. Rồi, đây thì sẽ gọi sĩ ra cho anh em xem thử cái mối hàng ra sao nha. Đây là quay 4 ly nha anh em. À, 4 ly nha, 4 ly. Đó, gọi sĩ ra nè. À, rất nhẹ nhàng luôn em. À. À, đó, em thấy không? À, tay thì đang bị xì cà que nên đường hàng nó như con rắn anh em. Đó, à. Đây, anh em thấy mối hàng cực kỳ ngon nha. Đây, mối hàng sáng bóng luôn em. Sạch bông, sáng bóng, không cần xì bông luôn. Tay thì đang đau nên kéo nó không có được đều và không có thẳng nha anh em. Nhưng em thấy mùi ngấu à, rất là ok nha. Đó, ngấu khá là ok nha anh em. À, cái chỗ kiểu nhanh thì nó hơi ốm nè. À, rồi ok, vô chi tiết nha anh em. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện. Nhà Thiện 3 đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì trong video này Thiện sẽ giới thiệu anh em về con máy hàng Protect có mã là MK250 nha anh em. Thì nhân tiện hôm nay cửa hàng Thiện thì có dịp gửi con máy này đi về Thốt Nốt Cần Thơ anh em, hay cho một chú khách. Thì sẵn tiện đây thì Thiện cũng làm một video cho anh em xem luôn ha. Thì con này là Protect MK250 nha anh em. Thì nó có một mã giống con này nữa là MK250E. Nhưng mà thực tế thì hai con này thì về cái phần vỏ nó giống nhau hoàn toàn anh em. Phần ruột chứ, phần có cái công suất á, nó giống như hoàn toàn, nó khác về phần thiết kế ngoài thôi. Còn con 250 là được cái lợi thế là nó sẽ có hai nấm chỉnh cho anh em, còn con E nó sẽ có một nấm thôi nha. Thì hiện tại con 250E thì đã đứt hàng rồi nha anh em, chỉ còn con 250 như thế này thôi. Thì trước giờ Thiện bán thì Thiện thấy anh em sẽ chọn con 250 như thế này là nhiều hơn, bởi vì nó có hai nấm hàng này anh em, một nấm là chỉnh trong hàng, một nấm là chỉnh độ ngấu sau của mỗi hàng á, thì anh em khoái hơn. Đó, thì bên trong nó sẽ có một cái miếng gọi như cái thùng xốp để giảm, để trong quá trình mình di chuyển anh em nó sẽ đỡ động con máy hơn ha. Rồi thì đây là những thứ gì trong thùng anh em có nè. Thì con này bên Thiện đang bán là 2.450.000 nha anh em, bao ship cho anh em và đồng thời sẽ tặng kèm anh em một cái kính hàng điện tử như thế này nữa ha.
Cái máy điện tử này thì anh em mua lẻ đã 200.000 rồi nhá. Thì anh em mua chung máy á, thì Thiện sẽ tặng kèm em luôn với giá là 2.450.000 bao ship, đồng thời tặng cửa hàng cho anh em nhá. Cửa hàng điện tử nha anh em. Rồi thì phía trong con máy thì có những thứ sau anh em. Đầu tiên là mặt nạ này ha, mặt nạ này, kính hàng, tay cầm của mặt nạ, rồi búa sẽ cho cước thì con này cũng có rồi anh em. Mắt này thì con này cũng có rồi. Rồi tiếp tục sẽ là dây hàng. Thì dòng MK của Protect thì anh em biết rồi đó. Nó trang bị anh em là dây hàng là dây đồng nhá. Dây đồng, dây hàng 2m, dây mát 2m này và dây hàng là 3m, thoải mái sử dụng nha anh em. Đó, dây là sử dụng dây phi 20, dây phi 20 dây đồng đàng hoàng luôn nha. Đó, đó thì đây là kìm mát nha anh em, kìm mát rất là chắc chắn ha. Đó, cực kỳ ngon lành cho anh em luôn, cực kỳ cứng. Còn đây là kìm hàng này, đó rất là ngon lành luôn. Anh em thấy, à, rất là ok. Thì trang bị cho anh em theo 5m dây đồng này á là anh em thấy đã hết mấy trăm nghìn rồi. À 5m dây đồng này anh Thiện tính sơ sơ ra thấy hết 300 mấy chục nghìn rồi. 5m dây đồng rồi này anh em. Đó anh em thấy trang bị cho anh em dây đồng luôn rất là ngon, bởi vì hôm nay hiệu suất nó cao anh em. Anh em ví dụ có thể đốt được 3 ly 2 là đốt xuyên suốt cả ngày vô tư, 3 ly 2 anh em. Đó rồi thì con này anh em thấy ha, về bề ngoài thì anh em thấy khá đẹp ha, dòng Protect MK hai m cái dòng MK của Protect anh em, con này cũng đẹp rồi đấy, không chỉ là con 250 như thế này đâu mà con 220 hoặc là con 200 cũng rất là đẹp ha. Thì Thiện cũng mới với hàng ha, thì Thiện cũng sẽ có một video để lên tổng thể dòng họ của Protect cho anh em lựa chọn lựa luôn. Còn đây là con 250 nha anh em. Đi phía trong trước đi. Thì phía trong anh em thấy dây nguồn này, dây nguồn rất là to nha. Đó, dây nguồn cực kỳ to luôn. Phít cắm rất là ok này, ha, phít cắm ok. Đó, đây là công tắc nha anh em. Công tắc này, ở nó ở đây. Đó, thì con này nó có cái công nghệ đặc biệt nhất của nó là anh em biết gì không? Ha, hàng điện yếu. Hàng điện yếu là cái công nghệ mà gọi là nổi tiếng nhất của thằng Protect luôn ha. Những con máy hàng điện tử anh em, thường thường anh em dùng phải điện, nói chung là hiệu điện thế, cái điện điện lưới á, mà nó phải điện mạnh anh em hàng ok được. Cái con hàng điện yếu khó hàng lắm anh em, nó hàng nó không có đẹp và nó không có đốt, nó không có ngọt á. Nhưng con này nó có công nghệ hàng điện yếu cho anh em này, hàng rất là ok nhá. Quạt thì ở dưới đây anh em, quạt rất là to nha, quạt cực kỳ to luôn. Phía dưới á thì sẽ có 4 cái chân anh em. Đó, có 4 cái chân bằng cao su nha. Rất là ngon luôn á, để chống chân trượt khi mình làm mình để một chỗ này. Nó sẽ cứng vững chãi hơn. Và đồng thời ví dụ như chẳng hạn mình bị rớt đi thì những cái đế cao su này á nó cũng có mục đích là nó giảm chấn cho anh em luôn, giảm chấn vấn máy nhé. Và đồng thời những cái nhựa xung quanh này anh em thấy không, vừa là để đẹp ha, những cái nhựa xung quanh như thế này này, đó vừa là để đẹp vừa là để bảo vệ cho máy luôn anh em, nó có hai tác dụng nha. Rồi thì bên phải anh em thấy ha, rất là nhiều công nghệ của thằng Protect ở đây. Thì dòng MK nào thì còn Protect nó không có những công nghệ như thế này anh em, rất là ok ha. Rồi thì tiếp tục là phía trước nha anh em. Phía trước thì anh em thấy ha, nhìn rất là hầm hố, rất là siêu nhân anh em, nhìn cực kỳ siêu nhân luôn. Nhìn thấy không, nó rất là đẹp, thiết kế kiểu gì mà nhìn giống như siêu nhân, nó rất là đẹp ha. Dưới đây là jack cắm nha anh em, jack để mình cắm kìm hàng và kìm mát đó. Thì jack này jack lớn nha anh em thấy không, jack đồng và jack lớn nha, rất là ok. Công suất lớn mà jack nhỏ thì chịu không nổi nha anh em. Là jack lớn nè, đó khe này là khe tản nhiệt nè, trên này có chữ Protect này anh em thấy không, nó thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Mình nhìn nó rất là kiểu như nó đồng bộ nhau rất là đẹp anh em. Đó, góc này sẽ là màn hình điện tử để hiển thị dòng hàng cho anh em nhé, hiển thị dòng hàng cho anh em. Dưới này nó có một núm nè anh em, cái núm này rất là hay nha. Con này khi anh em chỉnh maximum lên nó chỉ có 195mm thôi, chỉ có 195mm thôi nha anh em. Thì khi anh em hàng 33 ly 2 á thì anh em không cần nhấn cái nút đâu, nhưng khi anh em hàng 4 ly 5 ly thì anh em có thể nhấn cái nút này vào thì nó sáng cái đèn lên như trong đầu video thì làm anh em. Đó thì nhấn vào thì MB này nó sẽ tăng lên tới 250mm là maximum lận thì cái nút này mình cứ nghĩ đại khái á, là nút để tăng công suất nha anh em, tăng công suất và tăng, nói chung là mình muốn đốt nhanh hơn, mình muốn xẻ gì đó hoặc là mình muốn công suất nó mạnh hơn thì mình nhấn nút này vô thì nó sẽ mạnh hơn nhá, nó sẽ phát huy hết công suất của nó luôn đó. Nhưng nếu anh em hàng 3 ly 2 thì nghĩ không cần dùng cái nút này ha, nhưng 4 5 ly thì anh em nên nhấn vào để tăng suất mình hàng nó ok hơn nha anh em. Đó rồi thì bên đây nó sẽ là cái núm chỉnh độ ngâu sâu của hàng, có nghĩa là sao anh em, thì ví dụ như anh em chỉnh hàng sắt mỏng á thì anh em đưa cái này về, còn khi anh em mà hàng sắt dày thì anh em cho nó lên cao cao tí, nó ngấu sâu hơn để mình hàng nó ok hơn, mỗi hàng nó đẹp hơn và chắc chắn hơn nha anh em. Rồi thì trên này sẽ là tay sách này, đó anh em thấy không, tay sách cực kỳ chắc chắn luôn, cái bằng nhôm nha anh em, cái sách này là bằng nhôm rất là đẹp ha, rất là đẹp. Đó thì tổng thể như con máy như vậy anh em đó, nhớ con này là chuyên nghiệp 3 ly 2, anh em hàng nguyên 2 3 ly 2 xuyên suốt cả ngày ok vô tư, 4 ly 5 ly anh em hàng khoảng 60% là đẹp ha. Nói chung á thì anh em lựa chọn một con máy hàng điện tử như thế này á thì anh em nên, nói chung là mình xác định trước cái mục đích sử dụng của mình như thế nào. Chẳng hạn như anh em hàng mình làm biển quảng cáo nè, thì mình chuyên gia mình xài 2 ly rưỡi thì anh em bút con 200 hoặc con 200e là xài vô tư ha. Còn khi anh em ví dụ như anh em muốn đốt 3 ly 2 mà đốt xuyên suốt cả ngày, đốt ngày nào qua tháng nọ, anh em bút con 250 như thế này là hàng ok. Còn ví dụ như mình xăng pha nhớt, mình vừa xài 2 ly 5, mình vừa xài 3 ly 2
rồi lâu lâu mình xài 4 ly, rồi lâu lâu mình xài lại 3 ly 2, lâu lâu mình xài 2 ly rưỡi, anh em quốc còn 220 là ngon nhất nha. Đó thì anh em phải xác định được cái mục đích sử dụng của anh em để anh em mua máy cho thích hợp nha. Cho anh em ví dụ anh em làm bị quảng cáo, anh em hàng quay 2 ly rưỡi thôi, bởi vì đa số bị quảng cáo thì xác nó là anh em làm xác hợp á thì nó cũng không cần mà quay to, bu đeo to bu lớn anh em. Thì anh em mua con máy 250 này về thì thứ nhất là nặng, thứ hai là nó dư công sức, nó dư quá nhiều thì nó là phí tiền của anh em ha. Anh em nên xác định trước ha. Ví dụ anh em gọi cho thì anh làm người này người này nè, đó anh là anh muốn sử dụng quen này máy ly 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly gì đó ha. thì sẽ tư vấn kỹ cho anh em ha. Thì nói chung thì cũng là tùy thuộc vào anh em thôi. Thì cuối video thì cũng xin cảm ơn chú khách ở Cần Thơ ha. Thì chú này thì cũng nói chuyện cũng rất là vui tính. Thì đa số thì tại dân mấy bác mà chú mà anh chị miền Tây nói chuyện cực kỳ vui tính luôn á ha. Thì chú này thì nhà chú là làm vật liệu xây dựng anh em ha. Thì mua máy này thì về phục vụ gia đình thoải mái rồi ha. Hôm nay mà ví dụ như mình làm nghề thì con này cũng vô tư rồi nha anh em. Rồi thì anh em mà quan tâm á thì xin liên hệ với số điện thoại dưới góc màn giới thiệu nha, hoặc là để lại số điện thoại của anh em bên dưới phần bình luận thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về những mẫu sản phẩm của Protest này cho anh em biết thêm thông tin nha anh em. Anh em xem video cho Thiện một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm thêm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần Thiện ra video mới anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em vào video tiếp theo.